Ngày 27 tây tháng 7, nó là để giải đáp thắc mắc về các bằng chứng tôi nêu ra. Nhưng thực sự ra họ tìm cách đánh lạc hướng dư luận để tránh né những sự thật mà họ không thể chối cãi hay phủ nhận. Có 3 câu hỏi cốt lõi mà họ tuyệt nhiên tránh trả lời. Câu hỏi thứ nhất, có chăng những người không hợp lệ được Voice đưa nhập cư lậu vào Canada? Câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba rất là dễ trả lời. Câu hỏi thứ hai, có cố tình đưa người lậu vào Canada hay chỉ là vô tình? Số 3, Voice làm gì khi bị phát hiện vấn đề nhập cư lậu? Về câu hỏi thứ nhất, tôi xin nhắc lại là chương trình định cư nhân đạo của Canada dành cho các cụ thuyền nhân Việt Nam ở Thái Lan có một điều kiện duy nhất. Chính ông Đỗ Kỳ Anh, chủ tịch của Voice Canada nói về điều kiện này khi được phỏng vấn bởi thời báo hồi năm ngoái. Tôi xin trích lại đây. Những người ở Thái Lan hơn 25 năm đến Thái Lan từ những năm 89-90 bị cưỡng bức hồi hương, nên họ trốn, cái chữ chính là trốn lại ở Thái Lan, có nghĩa là kẹt lại ở Thái Lan và sống bất hợp pháp ở Thái Lan hơn 25 năm. Tôi đã đưa ra 12 trường hợp không đạt điều kiện này mà đã được Voice đưa vào Canada. Họ đều đã bị cưỡng bức hồi hương năm 1996 và 15 năm hoặc là hay là 18 năm sau mới quay lại Thái Lan. Và không hề sống bất hợp pháp ở Thái Lan hơn 25 năm. Họ còn đem theo vợ con chưa hề là thuyền nhân. Khi bị phóng viên Vũ Hoàng Lân của phố Bosa TV hỏi về các trường hợp như Võ Văn Dũng, anh Nguyễn Thanh Tú có đưa ra một cái trường hợp, một anh tôi quên tên rồi, là nói rằng là anh đó đã qua Thái Lan rồi trở về lại bị ép buộc về Việt Nam, nhưng anh đó cũng đã mở một công ty du lịch, gọi là công ty du lịch Red Dragon gì đó, Travel Red gì đó, và làm ăn đàng hoàng ở Việt Nam, không bị chèn ép ở Việt Nam, sống thoải mái ở Việt Nam, nhưng lại qua Thái Lan trở lại và được bảo lãnh qua Canada. Không biết trường hợp đó có đúng như là anh Nguyễn Thanh Tú nói hay không, nhưng là một người làm giấy tờ cho mọi người, thì nếu trường hợp đó đúng, thì theo trình hội nghị, cái trường hợp đó nó có đủ tiêu chuẩn hoặc là có đủ ưu tiên để mà đưa qua định cư ở Canada hay không ạ? Nếu như những cái điều mà anh Tú cáo buộc á, là sự thật á hả? Trinh hỏi không muốn trả lời kiểu nếu như anh, tại vì á Trinh hỏi đã trả lời rất rõ ha. Trinh hỏi sẽ không bao giờ đóng vai trò đi điều tra ra những cái điều mà anh Tú muốn điều tra. Cái trường hợp đó không phải là nếu như nữa, là cái trường hợp anh Dũng, gọi là Dũng Loa đó. Anh Tú cũng có đưa ra rất là đầy đủ giấy. Anh ấy đưa ra luôn cả hình ảnh là cái công ty đó là có công ty ở Sài Gòn vân vân. Thì okay, theo trình hội nghĩ là cái trường hợp đó nó qualify hay không? Okay. Thì trình hội đưa ra 6 điều kiện tuyển chọn để chứng minh những người này hợp lệ. Nhưng đó là những điều kiện do Voice dựng lên với nhau chứ không phải là điều kiện của chính phủ Canada. Đó là sự láo cá của trình hội. Anh Lân có... Tự anh Lân phải trả lời chứ. Anh Lân có đọc được... Theo đúng như 6 cái điều này thì là không phạm. Đúng không? Anh nghĩ đủ không? Đúng theo đó, 6 điều này thì không, okay. không vấn đề gì cả. Em không muốn nói lơ tơ mơ, em muốn nói giấy tờ rõ ràng. Anh đọc coi, nếu người đó nè có công ty Việt Nam, anh nghĩ họ đủ điều kiện hay không? Yes or no, you tell me. Cái đó thì theo cái đó thì đủ điều kiện. Nhưng mà theo cái tiêu chuẩn của hội thì lại còn nói rồi. Theo tiêu chuẩn của trình hội còn có nói là một cái trường hợp là cái tình trạng là họ có bị nguy hiểm hay không? Thì trong trường hợp này lại là không bị. Về câu hỏi thứ hai, tôi đã trưng dẫn email của bà Lê Thị Ba đề ngày 6 tây tháng 12 năm 2014. Trong email này, bà Lê Thị Ba tố cáo là Voice đã đưa lậu người vào Canada. Cũng trong email này, bà Lê Thị Ba cho biết là trình hội đã mua chuộc sự im lặng của bà bằng một vé đi Canada, dù không hội đủ điều kiện. Rồi Voice đạo diễn để bà khai gian với truyền thông báo chí rằng đã ở Thái Lan suốt gần 35 năm. Đó cũng là lời khai gian dùng để qua mặt nhân viên di trú Canada. Dạ, tôi tên Lê Thị Ba. Trước 75 thì tôi là huấn luyện viên ở trường Nữ Quân Nhân. Và sau đó thì năm 89 tôi đi qua đây và bị kẹt lại cho tới giờ này luôn. Trước buổi họp báo, ông Lê Quốc Tuấn, phó chủ tịch Voice Canada và bà Tracy Trâm Hoàng, vợ của ông Tuấn, tung ra bài viết của ông
Nguyễn Ngọc Quang, đồng sáng lập viên của Bạch Đằng Giang Foundation. Ông Quang xác nhận là tất cả những bằng chứng tôi đưa ra đều chính xác, cả 12 người tôi nêu lên đều đã bị cưỡng bức về hồi hương năm 1996 và hơn chục năm sau mới chạy sang Thái Lan. Nhưng ông Quang biện bác rằng cưỡng bức hồi hương không phải là hồi hương. Do đó 12 người này họ đủ điều kiện sống bất hợp pháp ở Thái Lan hơn 25 năm. Đấy là sự láo cá của ông Quang và của Voice. Tại buổi họp báo, trình hội tuyên bố không đóng vai nhân viên di trú Canada. Có ai đòi trình hội diễn tuồng làm nhân viên di trú Canada đâu. Vấn đề là trình hội có đã ngụy tạo hồ sơ để qua mặt nhân viên di trú Canada và đưa người nhập cư lậu hay không? Trình hội đã láo cá, lách sang vấn đề khác để lảnh tránh câu hỏi không thể trả lời. Ok, xong câu hỏi của Jerry thì hỏi hỏi rằng là nếu như mà những người đó gian lận mà Voice biết được, mà Voice biết được thì Voice sao? Voice có làm gì hay không? Voice có trình bày cái case đó, cái cá nhân đó với lại immigration của Canada không? Không, không biết là Jerry có hiểu tiếng Việt những gì trình hội mới nói không? Vai trò của Voice và vai trò cá nhân của trình hội sẽ không bao giờ đóng góp vào cái vai trò của sở nhân viên di trú Canada. Alright, trò của trình hội, thưa anh Lân, em xin nói lại, sẽ không bao giờ là vai trò của một nhân viên sở di trú đi. Về câu hỏi thứ ba, tôi chỉ cần nhắc lại lời tuyên bố dõng dạc của ông Nam Lộc như sau. Tôi cũng thách thức ai đưa ra các bằng chứng về vấn đề chuyển người bất hợp pháp vào Canada. Tôi sẽ là người đầu tiên đứng lên tố cáo họ trước pháp luật. Nhưng khi phóng viên Vũ Hoàng Lân của Phố Bâu Sa TV hỏi, thì ông Nam Lộc đùng đẩy cho tôi. Thành riêng cá nhân tôi thì như tôi nói lúc nãy là anh ấy có bảo tôi là nếu anh đưa ra những cái chứng cớ để mà tôi tố cáo, thì tôi bảo là nếu anh đã có chứng cớ rồi thì tại sao anh không tố cáo mà để phải tôi. Cho nên những việc anh ấy làm bây giờ tôi cảm thấy là, đối với tôi cảm thấy là điều nên làm. Đúng là láo cá và lật lọng. Ông Nam Lộc phải giữ lời tuyên bố của chính mình chứ, bất kể ai khác làm gì. Khi được phóng viên Vũ Hoàng Lân của chương trình Phố Bô Sa TV hỏi, trình hội xác quyết sẽ không bao giờ đóng vai trò đi điều tra. Bình thường ra hễ thấy có dấu hiệu sai trái trong chương trình, mình chịu trách nhiệm. Người đàng hoàng phải điều tra và giải trình ngay với những người đóng góp tiền bạc, thông báo cho những tổ chức hợp tác và báo động sở di trú Canada. Trình hội thì tỉnh queo, xem đó không phải là trách nhiệm của Voice, đúng là láo cá. Cuối cùng tôi nhận định chung như thế này. Về buổi họp báo ngày 27 tháng 7 của Voice, nó là cuộc dàn cảnh để họ nói lưu loa cho qua chuyện, tạo hỏa mù để lẩn tránh trách nhiệm. Họ thách thức tôi tham gia để đối chất. Tôi chẳng việc gì phải mất thời giờ và tiền bạc để đi dự một vở kịch diễn quá tệ. Hơn nữa, về nguyên tắc, không bao giờ người đứng ra tố cáo lại đi dự buổi họp báo do chính phe bị tố cáo tổ chức. Tôi sẵn sàng dự buổi họp báo do một thành phần trung lập và có uy tín triệu tập.